Châu xin kính chào cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Cả nhà ơi, thì giờ Châu với ông xã Châu đi ra ngoài này. Thì ông xã Châu vừa đi tập thể dục vô á cả nhà. Cái ông xã Châu thấy ở ngoài bên đâu bên kia đó không biết, người ta có để cái cây nha đam ở ngoài. Cái ông xã nói với Châu là Châu muốn lụm không? Đi lụm vô. Cái Châu nói có không? Chồng với vợ đi lụm vô, tại vì Châu thích cái cây nha đam lắm cả nhà. Châu cũng có trồng được hai cây á. Lúc trước á, thì Châu trồng nhiều lắm, nhưng mà mùa hè cái Châu để ra ngoài, cái tới mùa đông á Châu đem không kịp vô, nó bị chết còn có hai cây à. Giờ ông xã đi sẵn đi ra ngoài, cái Châu nhờ ông xã đi dục gác. Ở Hàn Quốc thì dục gác nè cả nhà, phân rất là nhiều loại luôn. Rồi dục gác xong thì bây giờ á Châu với ông xã đi lại đây lụm cái cây, kiếm cái cây nha đam. Châu nói không phải, Châu nói chắc người ta không phải người ta dục đâu chồng ơi. Cái ông xã Châu nói là để ra ngoài thì mấy mốt nó cũng chết hà. Tại vì mùa lạnh ở bên Hàn Quốc rất là lạnh cả nhà. Nếu mà để ra là nó sẽ chết. Ở Hàn Quốc muốn trồng cây kiểng thì cũng hơi bị cực á. Nhớ vô cứ cực với đi cò nè à. Ông xã Châu lộn rồi đó cả nhà. Kiểu như Châu nghĩ chắc người ta để ra ngoài vậy thôi, chứ làm gì mà người ta dục. Để ra ngoài rồi người ta sẽ đem vào á. Đây nè. Ồ, cái cây này. À, cái cây này không phải cái cây nha đam đâu cả nhà ơi. Cái cây này là gọi là cái cây lưỡi hổ gì nè. Cũng dòng họ nha đam nhưng mà không phải. Cái cây này thì hình như là Châu biết là người ta. Đi hỏi người ta rồi người ta nói là để phơi nắng chứ đâu ai dục ai mà dục gì kỳ. Ông xã Châu nói là dục. Má cha cứ gục quá đi còn anh nha. Vô đi mèn cho ghi hè chị. Tội nghiệp ông xã Châu cả nhà. Ông thấy Châu tham trọng á, rồi cái ông thấy ông nó kêu đi lụm về, nhưng mà dễ gì cái đó đâu phải người ta dục. Ông nhiều khi mà ông khờ thấy tội nghiệp ông luôn á thiệt chứ. Hỏi người ta cái người ta nói người ta đem ra phơi nắng đó, chứ dục cái gì mà dục mắc cỡ hết sức. À ni à. Xin chào. Cả nhà ơi, thì Châu vô tới nhà rồi nè. Đây là hai cái cây nha đam của Châu nè. Cấp này mùa lạnh rồi nên là Châu đem vô nhà. Thì hồi lúc trước Châu trồng nhiều lắm cả nhà, được cả chục cây á, hai cây thiệt là to luôn. Nhưng mà nó bị chết rồi. Giờ Châu cứu lại được hai cây nè, Châu gán nâng niu nó cũng một năm rồi nó mới được như vậy nè cả nhà. Còn bên này là cái cây ớt, Châu cũng đem nó vô nhà luôn. Ớt này thì Châu hồi đợt Châu đi vô cái công viên mà người ta trồng trong nhà kính á, cái có trái ớt chín rụng. Cái Châu lụm về, cái Châu trồng, Châu gieo sao nó lên cả nhà. Lên thì cái Châu trồng 2 năm nay. Giờ nó có trái nè, trái ớt này lạ ghê á. Ngộ Châu hồi nào giờ Châu mới thấy cái ớt này nè. Không biết gọi là ớt gì luôn. Cả nhà ơi, giờ là buổi trưa á. Châu đang chuẩn bị nấu đồ ăn cơm. Thì hôm nay hai vợ chồng Châu cũng ăn món ăn đơn giản nè. Canh chua bạc hà. Với nấu với đầu tôm nè.
mấy lúc nấu với tôm á, nấu với tép á, nấu xong rồi không ăn, không ăn tép, ăn ca ăn cái ăn nước vậy đó con à, nên là thôi cho đợt này cho không nấu nữa, cho nấu có một con với lại mấy cái đầu cho nó có chất ngọt á. Nhà trồng được một bụi bạc hà, hai bụi bạc hà, có ăn hoài cái cỡ tầng hai ba tầng cái là có ăn canh chua. Ông xã Châu cũng ghiền món này à, không phải là ghiền nhưng mà ông ăn ông khen ngon, ông thích rồi. Bữa nay ăn cơm canh chua với lại khô. Nước hơi nhiều. Rồi thì cả nhà ơi, giờ Châu nướng khô. Con khô này là hồi lúc Châu về Việt Nam Châu mua á, cái Châu để ngăn đá nè. Cái này là khô hình như là hôm lúc Châu mua người ta nói khô cá mối hay gì á. Con khô nó vậy nè. Giờ hai vợ chồng sẽ ăn 6 con khô này nha. Nướng. Khô này thịt không à, cái này khô này Châu có nướng một lần rồi, lúc hổm chị chồng xuống á, Châu tính là khô này người ta làm để nhậu, cái trong nước nhậu bia nhưng mà nó hơi mặn cả nhà. Cái này nó nhanh chín lắm, Châu nướng chừng 3-4 phút thử coi, 4 phút thôi. Rồi cả nhà, Châu nướng 4 phút thì nó chỉ mới vàng có một bên à. Còn bên kia nữa, bên kia thì nướng nó nhanh hơn á, chắc khoảng 2 phút là chín rồi. Marun sen son. Ông xã cho hỏi cái mùi gì vậy? Cho nói mùi con cá khô. Mé bên này nó cũng vàng luôn rồi, chừng 1 phút là nó chín rồi. Rồi vàng luôn rồi cả nhà, ngon quá trời ngon luôn. Được rồi, rồi xong 6 con khô rồi cả nhà, nhìn hấp dẫn không, ngon lắm, mặn mặn ngọt ngọt. Xin kính chào cả nhà, xin mời cả nhà cùng ăn cơm với hai vợ chồng Châu nha. Mời xin KTC không. Do khi cơ nhân mà có tê tê ó cơ đức kè phô cho ó. Chị hỏi là để trong tô gì ăn luôn được không, hay là múc ra, múc ra chén ông xã cho nói được rồi. Ăn trong đây đi, gấp trong đây ăn đi. Khô ngon quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Đây là trái ớt, trái ớt cái cây hồi nãy Châu quay đó cả nhà. Trái ớt này thì chưa có ăn thử lần nào, tại vì á tới mùa này mùa lạnh cái nó mới ra trái, cái đem vô nhà cái nó rụng hết, nó không có chín cả nhà. Vô đi cô chua mò câu vô. Ê. Thật không ạ? Con này thật không? Không chắc sẵn nữa đấy. Mặn mặn ngọt ngọt. Thấy chè. Thích bò. Thích bò tốt hết. Ừ.
người ta lóc xương ra hết rồi, còn có một chút xíu xương à. Còn có một chút xương chỗ cái đuôi nè. Thấm rồi. Nè một một cây lên. Ông xã Châu kia cho ăn cái đuôi cái xương luôn. Châu nói cho ăn không được. Đưa chơi vậy mà ăn thiệt cả nhà. Đưa giỡn mà ăn thiệt. Không có tết. Chia 5 phân chạy ha nè. Ai muốn cực mà thằng một được tình sao. Châu nói ăn chồng của tôi. Chồng của tôi giỏi quá. Cái gì ăn cũng được hết. Bữa đi thì vô. Cảm ơn sao còn. Châu kêu bỏ đi. Không xả cho nó ăn hết, ăn được hết à. Xương cả nhà xương cứng lắm mà sao không ăn được hay thiệt chứ nè. Cái đuôi xương cái đuôi á. Cá này xương cũng bự lắm chứ mà. Ăn được luôn. Hay thiệt. Găng khỏe dữ vậy chồng. Mày thích tạch. Thời đợt Châu về Châu không biết á. Châu kiếm con khô cá chỉ cho mua. Cái gì đó dĩ bán mà dĩ còn ít khô cá chỉ ha. Không cái dĩ có cái này nữa. Cái dĩ kêu cho mua đi ngon lắm ăn thử đi. Nào giờ Châu đâu ăn đâu, Châu cũng đâu biết. Cái nên là Châu mua phần nửa khô cá chỉ. Tại vì còn nhiều khô cá chỉ thì Châu mua hết. Và Châu mua thêm khoảng chừng nửa ký này nữa đó. Mà qua đây ăn thì thấy khô này nó ngon hơn khô cá chỉ nữa. ん?それ。うん。それ。これよ。 고무 쌀 가져온대, 쌀. 쌀 짜요? Đang ăn cơm có điện thoại. Cô Hana nói cô Hana đem gạo lại cho. Bữa nay Châu nấu hơi chua nhiều. Mình xì gì? Cái tên này á. Khô này theo ăn cơm ha thì nó hơi ngọt, nó mặn xíu nữa thì nó ăn nó ngon hơn, còn như uống rượu bia thì nó hơi mặn.
nhìn á chưa ăn á, cái da của nó mắc cười. Hồi nãy ông xã cho á kêu cho đi lượm cái cây nha đam á cả nhà, tội nghiệp ổng mắc cười, biết vợ thích chồng á nên là thấy thì cái cũng kêu đi, mà người ta ai đầu dục gì kỳ á, không biết ổng suy nghĩ sao mà ổng nói người ta dục không biết. Hồi nãy hỏi cái ông bảo vệ á, ổng nói là người ta để đó phơi nắng á chứ ai đầu dục. Cũng lòn toàn đi vô cái nhà bảo vệ đó đó mình hỏi. Cũng tội nghiệp. Chùa chị này giờ nấu hơi chùa chùa ăn với khô ngọt mặn nữa vừa bạc to chắc nhưng mà to mơ cơ cố anh ăn lại cả nhà ơi. Em chưa hết rồi đâu bà mà cách gì á. Chào mừng các sinh nita, cảm xâm nita. Rồi cô hai ginh gạo vô cho rồi về cả nhà ơi. Mua cho, cúc cho. Anh bóc á. À, cô Hana lại cho gạo rồi cái cô Hà đi rồi cả nhà, cô Hana đi rồi. Ông xã cho cũng ăn xong luôn rồi. Giờ một chip, uri chip bạc, bây giờ xài y chì tạ một cái ninh tạ nó có một cho nói là mình vừa ăn hết gạo là cái cô Hana có gạo cho nè. Rồi thì ông xã trang xong rồi thôi, cái video của Châu tới đây thì Châu cũng xin tạm dừng đi cả nhà ơi. Hôm nay thì ăn cơm với khô với canh cũng ngon lắm, đơn giản nhưng mà ngon. Ô nâng bạc kem trên chị. Rồi, Châu xin cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ anh vợ chồng Châu. Xin kính chào cả nhà, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin kính chào. Xin kính chào, bữa nay biết xin kính chào.